Đây là màn hình OLED display trên iPhone 14 Pro và Pro Max. Nhưng mà tại sao nó lại không có chứ? 13 Pro và Pro Max của tôi chỉ cần nâng cấp phần mềm là được mà. Apple lại chơi chiêu hút máu, tôi thề với các bạn. Đấy, nhiều người sẽ nghĩ như vậy. Xong rồi, Apple lại tái định nghĩa lại cái tính năng này à? Điện thoại Android có từ mấy năm trời rồi. Liệu nó có phải thành một trào lưu mới không? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ giải thích review kỹ về cái tính năng này và chúng ta sẽ cùng nhau xem là nó có gì hay hay chỉ là một kẻ đi sau so với các hãng điện thoại Android. Đầu tiên thì có một lý giải rất rõ ràng tại sao mà nó lại chỉ có trên 14 Pro và Pro Max, thậm chí là Plus và cũng như phiên bản thường là không có. Nó là do con chip A16 được trang bị trong cái chiếc máy này. Apple trang bị riêng một con chip gọi là Display Engine, nó sẽ xử lý cái thông tin của màn hình OLED Display. Số 1 là nó sẽ giảm tần số quét xuống 1Hz với công nghệ LTPO. Với những cái model như Pro và Pro Max mà 13 ấy, thì nó sẽ chỉ giảm tần số là 10Hz thôi. Và với 1Hz thì gần như nó sẽ không di chuyển, các bạn là ảnh tĩnh luôn, nó chỉ tiết kiệm pin nhất, còn với hai con kia thì không làm được. Và điều này chứng minh là với con này mình để qua đêm nó sẽ rụt rơi tổng khoảng là 10-11%, một con số khá ít so với cái việc là nó đang bật liên tục, không hề tối thui một chút nào. Nếu so với những chiếc điện thoại Android thì mình sử dụng bật tính năng OLED Display thì cái thời lượng pin của điện thoại Android thậm chí có thể tốn hơn. Cái này không chỉ liên quan đến OLED Display mà nó là còn do cái iOS nó bản thân đã giữ cho các ứng dụng chạy nền rất là tiết kiệm rồi. Còn với Android thì ứng dụng chạy nền sẽ tiêu tốn pin của chúng ta hơn. Và bên cạnh đấy, nếu mà bạn chuyển từ điện thoại Android sang thì các bạn thấy OLED Display của Android nó sẽ trông giống như thế này. Toàn bộ là màu đen, chỉ có biểu tượng đồng hồ, một vài các cái icon, thậm chí các bạn để là các cái hình nền màu sắc là các cái biểu tượng to thế thôi, đúng không ạ? Tông chủ yếu vẫn là màu đen. Còn nếu bạn chuyển từ những chiếc iPhone khác thì màn hình OLED Display các bạn trông như thế này. Méo gì có, nó đen xì luôn các bạn ạ, khi chúng ta khóa màn hình. Vậy nên khi lên iPhone 14 Pro Pro Max, đây là một yếu tố nữa, giống như cái Dynamic Island, để phân biệt của model cũ cũng như là cả cái model mới. Và cũng là một cái cách Apple khiến người ta phải bỏ thêm tiền để mà mua chứ còn cái gì nữa. Đấy, và tất nhiên là mọi người muốn sở hữu thì mình sẽ để link bên dưới tại 7net vào chơi các cái mini game sưu tầm voucher khi mua iPhone mới, các bạn có mức giá tốt nhất. Đại lý ủy quyền của Apple, vì vậy nên 7S sẽ có đầy đủ màu sắc, phiên bản bộ nhớ, các máy cho anh em thử lựa chọn. Link mình sẽ để bên dưới mô tả video. Quay trở lại tiếp, thì cái màn hình này của chúng ta liệu có bị burn-in không? Ở bên Vật Vật Studio đã có một cái video giải thích rất kỹ và nhiều tình huống về OLED Display. Các bạn nhất định nên xem, bởi vì video đó làm rất là chi tiết rồi. Nhưng mà mình muốn chia sẻ một vài góc độ khác. Thứ nhất là cái burn-in thì đã từng xuất hiện trên Apple Watch, bởi vì tính năng này cũng xuất hiện gần như là tương tự. Cái tỷ lệ burn-in này thì nó không quá nhiều. Và trên iPhone thì nó làm như thế nào? Apple chia sẻ rằng là họ không hề di chuyển các pixel này từng tí một, mà nó có một cái con chip ở bên trong và nó giúp cho cái màn hình này luôn luôn hoạt động. Tức nghĩa là các bạn sẽ được refresh cái nội dung ở trên màn hình, nhưng mà nó lại rất tiêu thụ ít năng lượng. Và đấy chính là lý do về phần cứng khiến cho tất cả những cái model khác hoàn toàn sẽ không có chức năng này, kể cả nâng cấp về phần mềm cũng không. Bởi vì rằng con chip A16 là quan trọng nhất. Và nhờ vậy nên khi mà OLED Display của Apple hoạt động rất khác. Nếu như điện thoại Android nó chỉ là một màu đen và một vài cái icon như thế thôi, thì với OLED Display của Apple nó sẽ hiển thị các cái hoạt động mà có thể tương tác với màn hình khóa. Ví dụ như khi các bạn ghi âm sẽ hiển thị ở bên ngoài. Khi mà các bạn đang bật đồng hồ đến giờ, nó sẽ hiển thị ở trên màn hình ngoài OLED Display. Và các hãng Android không làm điều này. Mình thấy là cả bên Tây là họ sẽ có cả dẫn đường, nhưng mà Việt Nam mình thử thì không được. Cái này có thể liên quan đến các cái phần mềm của bản đồ Apple Maps hay cả Google Maps, thì nó không tương thích được các hoạt động này ở Việt Nam. Trong tương lai, hy vọng chúng ta sẽ cần phải kiểm tra lại xem nó như thế nào. Và mình tin là Apple sẽ đưa cho cái hàm API của ứng dụng bên thứ ba để chạy được trên màn hình khóa này, điều mà các hãng Android lại không làm được. Hiện tại, mình chỉ thấy là có hiển thị được nhạc Spotify ở trên cái OLED Display, và chúng ta như là Android chúng ta có thể để các emoji. Và đây chính là cái lợi thế của điện thoại Android so với lại iPhone này. Xét về sự tùy biến, Apple làm duy nhất được một việc, đó là bật tắt cái tính năng này trong cài đặt. Mà tờ ập cất gọi là phát minh của nhân loại tùy biến quá nhiều. Nhưng mà mình không thấy lạ khi mà Apple làm như thế này. Chúng ta phải hiểu rằng là ngay cả cái camera đi, bã bao nhiêu lâu rồi chúng ta luôn phàn nàn là iPhone không có chế độ gì quay phim chỉnh tay rồi chế độ chụp hình chuyên nghiệp. Apple không có thói quen đó. Với Apple thì cái trải nghiệm phải làm sao mà cơ bản nhất, chúng ta có thể chê là ít chức năng nhưng mà tất cả đều dùng được và không phải suy nghĩ gì, đúng không ạ? Vậy nên OLED Display cũng sẽ hoạt động tương tự như vậy mà thôi. Và với Android khi mà các bạn tùy biến nhiều thì kể cả Samsung khác, Xiaomi khác, Oppo khác và Pixel của Google làm hoàn toàn khác về OLED Display, về sự tùy biến này, nên nó có sự đa dạng. Đó là lý do tại sao Apple không làm theo phương pháp kia
Bởi vì nếu mà nó cũng tối đen và chỉ hiển thị icon thì iPhone sẽ trở nên giống tất cả những chiếc điện thoại Android ở trên thị trường. Và bên cạnh đấy, nó show được một trong những tính năng quan trọng nhất là iOS 16. Đây là phiên bản có sự thay đổi nhiều nhất về màn hình khóa từ xưa đến nay trong lịch sử. Và nhờ vậy các bạn sẽ có setup được các widget này, đồng hồ này và tất nhiên là những cái thông báo mà các bạn sẽ hiển thị ở bên dưới. Và với OLED on display nó sẽ show được toàn bộ cái thế mạnh này ra. Thế nên Apple sẽ làm như vậy để phần nào cũng sẽ giúp cho marketing và thu hút được cái người dùng chú ý vào cái sản phẩm của mình hơn. Và nếu mà những bạn nào mà có ý định gọi là cai nghiện smartphone thì xin chúc mừng, bởi vì nếu với iPhone 14 Pro Pro Max, kể cả đi viện thì các bạn không có chữa được đâu, bởi vì các bạn sẽ quá chú ý vào màn hình này. Con năn nỉ mẹ con tròn vô đây cai luôn. Trong quá trình sử dụng OLED display gần như là mình rất là mất tập trung, bởi vì để điện thoại bên cạnh bàn, mình còn đôi lúc không phân biệt là điện thoại của mình đã khóa màn hình hay chưa, bởi vì nó giảm độ sáng xuống thấp. Và đặc biệt là cái độ sáng của cái OLED display này sẽ được thay đổi tùy theo môi trường. Các bạn ra chỗ nào mà sáng quá, nó vẫn sẽ giảm đi, nhưng mà vừa đủ chúng ta nhìn thấy. Bởi vì nếu thấp quá mà ngoài nắng các bạn sẽ không thấy gì cả, đúng nào? Đấy là hiện tượng mà mình hay gặp trên các điện thoại Android. Bởi vì cái độ sáng của điện thoại Android nó gần như giảm tối đa có thể trên OLED display, thì các bạn sẽ nhìn thấy kiểu bị bóng. Còn Apple thì lại xử lý khác. Và với các cái cảm biến ánh sáng này, nó cũng giúp cho là nếu mà chúng ta để vào trong túi quần, các bạn thậm chí là mình đã thử nghiệm che cái tay của mình hoặc một cái vật gì đấy lên cái cảm biến này, màn hình OLED display của iPhone tự động sau vài giây sẽ chuyển sang màu đen, coi như là tắt đi. Các bạn đang dùng Apple Watch mà các bạn di chuyển xa khỏi cái chiếc iPhone 14 Pro và Pro Max, nó sẽ tự động chuyển sang màu đen, bởi vì iPhone nhận ra là các bạn không cần phải nhìn thấy cái màn hình này nữa. Thông minh không nào? Còn nếu mà bình thường mà các bạn muốn tắt cái gì, các bạn sẽ chuyển sang đó là chế độ đi ngủ. Với chế độ đi ngủ này, iPhone cũng sẽ tự động tắt cái màn hình OLED display để tránh các bạn sẽ bị làm phiền. Mình có thể thấy rằng là đây là những cái mà Apple làm, nó nhỏ thôi nhưng mà trải nghiệm về phần mềm của họ nó khá là thông minh và mình đánh giá cao cái điều này. Nếu mình nói về tái định nghĩa, câu trả lời của mình là không, bởi vì đây chỉ là hai cách làm khác nhau. Bởi vì Android có những cái thế mạnh và những cái sự thông minh của riêng họ và Apple chỉ làm theo cái cách của riêng họ. Nhưng theo góc độ của mình thì rất có thể trong tương lai các hãng điện thoại Android cũng sẽ làm như thế này. Nhưng mà khoan hãy nói về sự copy nhé. Xét về phần cứng, điện thoại Android có làm được không? Bởi vì chúng ta đã có quá nhiều những cái công nghệ trên điện thoại Android cũng có giảm tần số quét số 1 Hz từ khá sớm rồi. Nhưng có những cái bên trong thì điện thoại Android chưa làm, bởi vì đơn giản là nó phụ thuộc vào hệ điều hành. Ví dụ như là khi chúng ta giảm độ sáng màn hình xuống thấp nhất thì trên cái iPhone của chúng ta, thì khi bạn để hình nền là da người thì nó không phải là làm cho mặt chúng ta tối sầm, tông da màu người vẫn giữ nguyên. Và bên Video Vật Vờ Studio đã có phân tích kỹ là nếu dùng Photoshop giảm xuống thì nó sẽ so sánh như thế nào. Anh em là nên qua bên đấy thì xem hiểu rõ hơn. Nhưng mà đại khái, đây là những thứ liên quan đến cái phần mềm và cái con vi xử lý bên trong của Apple làm nó rất nhỏ mà người ngoài sẽ không nhìn thấy. Và trong video sự kiện họ đã giải thích cho chúng ta mà điện thoại Android hiện tại là chưa có. Và mình nghĩ rằng là trong tương lai thì các hãng Android hoàn toàn làm được. Và khi đó chúng ta sẽ có những sản phẩm Android có tùy chọn, một là OLED on display theo kiểu giống như iPhone là vẫn hiển thị được hình nền và những cái thông tin, hoặc hai là chuyển thành tối đen giống như là họ vẫn đã làm từ xưa đến nay. Xét về cách nào thì người dùng đều có lợi, bởi vì chúng ta sẽ có nhiều option hơn. Còn với iPhone thì đang khá là hạn chế về những cái tùy chỉnh và Apple nghĩ rằng như thế này là đủ rồi. Và hiện tại thì mình cũng thấy nó hợp lý thôi, mình chưa cần phải có quá nhiều. Và mình hứa với anh em là mình sẽ bật cái này liên tục để sau khoảng 6 tháng hoặc 1 năm chúng ta sẽ quay trở lại review xem là OLED display này có hiện tượng burn-in không. Bởi vì trên lý thuyết thì Apple đang giải thích là nó sẽ hạn chế điều đó, nhưng mà lý thuyết bao giờ chả hay, phải bắt tay vào làm thì mới biết được, vậy mới cần phải video review. Tóm lại thì OLED display trên Apple đã có câu trả lời giải thích là tại sao không có thêm model cũ, bởi vì các sản phẩm cũ không có đủ phần cứng để tiết kiệm pin được. Và các bạn nghĩ sao? Các bạn có thích các hãng Android làm giống vậy? Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.